hy sinh thầm lặng, cất giấu những ước muốn riêng tư để vun vén cho mỗi bước đi của những đứa trẻ khuyết tật. Hơn 20 năm qua, nghệ sĩ Phan Thị Phúc tình nguyện là người thầy, người mẹ của những số phận bất hạnh trong ngôi nhà hạnh phúc, câu lạc bộ văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội. Những câu chuyện buồn vui của các em nhỏ khuyết tật mãi ở trong ký ức của bà và như một liều thuốc tinh thần để người đàn bà bé nhỏ nỗ lực và tiếp tục làm nhiều điều tử tế cho cuộc đời. Với tấm lòng nhân hậu, sẻ chia vì cộng đồng, nghệ sĩ Phan Phúc đã vinh dự nhận được Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2018. Kính thưa quý vị và các bạn, một cuộc sống thật là nhiều náo nhiệt, nhiều sôi động và có quá nhiều thứ mà chúng ta phải suy nghĩ về cuộc sống. Những điều tử tế ta tìm kiếm trong cuộc sống có khó khăn hay không? Và mỗi người luôn luôn có những câu hỏi cho mình. Và ngày hôm nay, một trong những người mang lại rất là nhiều những điều tử tế, những điều tốt lành cho cuộc sống sẽ là nhân vật xuất hiện trong chuyên mục Hot Face ngày hôm nay. Đó chính là nghệ sĩ mà người ta hay thường gọi bà bằng một cái từ rất là dễ mến, đó là mẹ Phúc. Nhưng mà nếu mà là nghệ danh thì thường gọi là nghệ sĩ Phan Phúc. Xin được cảm ơn bà rất nhiều vì đã nhận lời mời trò chuyện với chuyên mục Hot Face ạ. Tôi cảm ơn mẹ. Quá em mà tôi lại được phát biểu một số những cái công việc của mình, cái suy nghĩ của mình. Thưa quý vị, năm nay thì nghệ sĩ Phan Phúc đã gần 80 tuổi rồi. Tiếng nói thì mọi người nghe có vẻ như là nó hơi rung một tí đúng không ạ? Tuy nhiên là đây là một người phụ nữ mà hoạt động và làm rất là nhiều những công việc thiện nguyện, thiện ích cho đời sống. Và hy vọng ngày hôm nay thì cháu sẽ có một cái cuộc trò chuyện với bà thật là cởi mở để mọi người hiểu hơn về những cái công việc bà đang làm. Trước khi mà chúng ta sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến câu lạc bộ mà bà đã tâm huyết và làm rất là nhiều năm qua dành cho những trẻ em bị khuyết tật, thì xin được bắt đầu với bà những cái câu chuyện mà mọi người rất muốn để tìm hiểu về mẹ Phúc như thế nào. Đó chính là tuổi thơ của mẹ Phúc thì như thế nào? Về tôi thì chính vì tuổi thơ của tôi rất được hạnh phúc, sống trong một gia đình, bố mẹ đều là người tri thức. Thế và trong gia đình tôi có 9 anh chị em nhưng rất hòa thuận. Và bố tôi, mẹ tôi tuy không theo ngành nhưng rất văn minh cho tất cả các con học đàn. Thế riêng tôi thì là tôi lại thích múa hát và kịch. Và cấp 3 thì tôi học Trưng Vượng. Và sau khi Trưng Vượng thì tôi thi vào Trường Kịch khóa 1 năm 60-61. Khi lúc ấy thì chúng tôi có cái kỷ niệm. Gia đình thì thích là tôi học rồi thi vào y. Là vì bố tôi là người rất giỏi về y. Cụ là võ sư, đấy là người thầy dạy thể dục thể thao. Cho nên tôi lại học được uống bố nhiều. Thế gia đình cũng hướng là khi học xong thì thi vào y. Cơ mà tôi thích kịch cho nên là tôi này, chị Tuyết Mai này, anh Cao Khương này ở đội kịch của trường Trưng Vương. Thế mới rủ nhau trốn 2 tiết học cuối của một cái buổi chiều đi thi. Và đi thi vào trường kịch. Thế và cũng may mắn là ba chúng tôi đều đỗ. Và chúng tôi đều học với nhau 4 năm. Thì các anh, các chị ý, thì lại được về nhà hát kịch Trung ương. Thế còn tôi thì là vì là đoàn viên thanh niên, lúc ý có cái khẩu hiệu là đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần ta sẵn sàng. Và tôi xung phong đi Hải Phòng. Và tôi đã ở Hải Phòng 15 năm và cũng làm nghề, làm diễn viên, rồi cũng tham gia chiến đấu tự vệ, trực chiến. Và đấy cũng là cái nôi mà tạo cho tôi nên người. Hình như là bà có khoảng tầm 15 năm hoạt động ở nhà hát tuổi trẻ trước khi mình dành tâm huyết cho cái câu lạc bộ với những em bị khuyết tật. Vậy thì bà có thể chia sẻ gì về cái quãng thời gian mà mình hoạt động ở nhà hát tuổi trẻ? Với tôi khi ở nhà hát tuổi trẻ thì tôi học xong đạo diễn đại học khóa 1 thì về làm công tác về khán giả trẻ của nhà hát.
Và với cái công việc của nhà hát thì tôi cũng là người rất năng nổ, vì chúng tôi bây giờ tôi mới bật mí là sao mà nhà hát chúng tôi lúc nào cũng đỏ đèn và đông khán giả. Thì trong đó cái thành tích chung có một phần cái thành tích của cái người cán bộ khán giả trẻ, là khi mà đến độ 2 giờ chiều mà thấy là cái số lượng vé nó không như mình muốn, thì tôi đã là người đạp xe đạp mang vé đến các trường đại học hoặc các trường trung học để mời sinh viên đi xem. Thì vì vậy mà nhà hát tôi với công tác khán giả, với những khán giả gọi là trẻ ít tuổi, thì bao giờ cũng chật nhà hát và đông nhà hát. Và cái đó sau này chúng tôi lấy được một từ cái kinh nghiệm ý, thì nuôi được cho nhà hát có một lượng khán giả luôn gắn bó với nhà hát. Vì mình tạo từ lúc đầu, tạo nguồn khán giả, khi họ xem nhiều, họ hiểu, họ mê cái cách diễn của nhà hát tuổi trẻ, là vì nó gần với trẻ. Những kịch bản cũng như cái cách diễn nó rất gần, và từ đấy chúng tôi dần có một lượng khán giả, không phải đi mời nữa. Vâng, xin cảm ơn về cái chia sẻ của bà. Có lẽ là phải nhắc nhiều đến cái câu lạc bộ mà bà đã theo đuổi nhiều năm qua liên quan đến những em khuyết tật, bởi vì tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều những câu chuyện thú vị liên quan đến câu lạc bộ này. Mọi người sẽ thắc mắc là vì đâu mà nghệ sĩ Phan Phúc lại quyết định thành lập một câu lạc bộ, đồng hành với nó, và đến bây giờ thì vẫn đang dành rất là nhiều những cái tâm huyết cho cái câu lạc bộ của mình. Khi mà tôi đi làm việc đưa các em trẻ đi diễn, thì từ năm 87 thì phát hiện ra rằng một cái đối tượng là học sinh khuyết tật và học sinh thiệt thòi. Lúc ý là có những em bắn báo tổ xa mẹ, đánh giày, muốn vào xem nhà hát không có tiền. Và tôi đi xuống những cơ sở mà chuyên biệt ấy, có em khuyết tật. Và tự nhiên tôi cái say mê và tôi thương lắm. Từ năm 90-95 thì là tôi mới quyết định là bây giờ cái số mà cái em thiệt thòi, nói chung là đủ các tật ấy, nó đông rồi, thì mình thành lập một cái câu lạc bộ cho cái nhóm trẻ này. Thế thôi. Thế là tôi quyết định làm việc với nhà trường. Là lúc ý là cô Liên và cô Dung là hiệu trưởng trường trung tự, cũng phải nói là có cái sự đóng góp, có cái sự chia sẻ của trường trung tự, thì cái câu lạc bộ này nó mới thành lập được, nó mới thành hình, là vì lúc đầu nó mới có cái địa điểm để hoạt động. Lúc đầu thì dạy các em múa, kịch câm. Sau khi mà các em phát triển rồi thì dạy hát nữa. Thì ngoài cái đến câu lạc bộ thì tôi lại xuống trường, như là trường Nguyễn Đình Chiểu, trường Xã Đàn, trường Nhân Chính, để làm việc chuyên cho trường về cái mảng trẻ em, dựng tiết mục rồi đưa các em đi diễn, rồi tham gia hội diễn với lại trẻ em tầng tầng. Các em đến chỗ tôi, ngoài cái học, khi mà các em được độ 5 năm, thì câu lạc bộ 5 năm, thì tôi nghĩ là nếu như các em mà cứ học mỗi chỉ có múa hát thì không tồn tại được, là vì nhớ nó phải sinh sống. Thì là tôi mới nghĩ ra là dạy nghề, tức là song song với cái dạy văn nghệ, dạy kỹ năng sống là dạy nghề. Thì câu lạc bộ chúng tôi đã dạy được những nghề. Đầu tiên là nghề chụp ảnh, xong rồi đến vẽ, xong rồi dạy đàn, sau đó thì dạy may, dạy móc. Và các em nam mà khuyết tật chân thì tôi mời thầy dạy sửa chữa điện dân dụng,
trong 10 em và thành nghề. Bà cùng với những người cộng sự của mình này thành lập câu lạc bộ, những công việc rất là ý nghĩa. Tuy nhiên là trong cái quá trình khi mà mình đi mời những cái người nghệ sĩ để tham gia cùng dạy với mình ấy, vì tôi hiểu rằng cái câu lạc bộ này của bà, những người nghệ sĩ đã đến đây thì đều là sẽ dạy miễn phí chứ không phải lấy tiền. Có khi nào khi mà bà mời những người cộng sự để mời về để dạy trường mình và bà nhận được những cái lời từ chối hay không? Và lúc đó thì bà phải làm gì? Với tôi thì tất cả những lúc mà thiếu thầy thì tôi là người lấp chỗ trống. Múa cũng mình, hát cũng mình. Thế rồi chỉ có mỗi đàn thì là có thầy của trường. Nhưng mà cũng may là vì tôi là cán bộ nghệ thuật lâu và cũng đã từng là diễn viên cũng lâu, cho nên là cái uy tín của mình khi mời những bạn đồng niên thì cũng dễ rồi. Ai cũng thích làm việc thiện, ai cũng thích đóng góp một phần mình vào trong công việc gọi là nhân đạo. Thế cơ mà chỉ sợ là không có lòng tin với cái người ấy thì người ta từ chối. Còn với tôi mời được hết, chưa ai từ chối. Ví dụ đợt này chị này bận đi công tác thì tôi lại mời anh này. Tức là chỗ tôi không bao giờ có chỗ trống. Số lượng những em khuyết tật thì thay đổi liên tục, lúc thì đông, lúc thì ít. Và trong cái quá trình mà dạy các em thì sẽ có những cái câu chuyện rất là xúc động. Vì trẻ em khuyết tật thì thiếu thốn đủ thứ. Và kể cả cái phát triển về tư duy cũng kém với những người bình thường. Mình có cái khó khăn nhưng mà các em đó thì lại có cái sự dễ thương. Bà hãy chia sẻ những câu chuyện đặc biệt trong cái quá trình dạy các em. Tôi thì tôi lại nghĩ này, tôi vẫn bảo là cái y học là chữa bệnh, nhưng cái chúng tôi là chữa về tinh thần. Cho nên là các em đến đây được sự yêu thương thật sự. Chúng tôi chưa bao giờ đánh trẻ con, chúng tôi chưa bao giờ quát trẻ con. Quát cái kiểu như là thiếu công bằng ấy, chỉ có dạy, dỗ rồi mới dạy. Cho nên là chỗ tôi là cái chỗ mà rất nhiều phụ huynh nói là ở nhà bảo không nghe, không dạy được. Thế mà sao các bà lại dạy được? Ví dụ em Hoàng, trước ở nhà bố thì cứ đi làm, phải nhanh chóng về thổi cơm hoặc là thức ăn cho con để con kịp đi học buổi chiều. Những cái hôm ấy về thì thấy là sao lại có trứng tráng, sao lại có cơm. Thôi, ông ấy rớm nước mắt. Sẽ có rất là nhiều những em khuyết tật theo học. Vậy thì những em đó như thế nào ạ? Ở chỗ tôi lúc đầu mới thành lập thì chỉ có hai đối tượng là câm điếc và khiếm thị. Sau là toàn các em chân tay nó không lành lặn. Vâng. Thế cơ mà cũng là may khi mà cái lớp khuyết tật ý, cái lớp hệ vận động ý, các cháu gái thì học được may và ra trường xin được hết việc làm ở các công ty, các cái nhà hàng tư nhân. Đấy, và các cháu sau này, tất cả các cái cháu gọi là cái khóa ấy cũng có gia đình hết. Tôi cũng rất là may. Thí dụ như là trước để kinh nghiệm của tôi này, trước là tôi có một chị bạn, bạn cũ thôi. Thế mà chị là làm công tác buôn bán nhà cửa, mà tôi thì không biết. Thì chị mua được cái nhà ở Lê Trọng Tấn, 90 mét. Chị gọi tôi, chị bảo tôi cho Phúc mượn 2 năm. Thế là lúc ý 90 mét tôi nuôi được 11 em. 11 em ở đấy, ăn ở đấy, ở đấy. Và tự cho học móc. Và có cô giáo là một nghệ nhân, là cô Vân. Thế là các em thành nghề và ở đấy. Cái đầu thì ở. Thế còn em con trai ấy, thì tôi lại hay đi xe ôm ấy. Thì tôi lại nói mấy ông xe ôm ở chỗ tôi, khu tôi,
là cho gửi. Thế là ông ấy thuê cái nhà ở ngay cái ngách. Tôi toàn đến để làm quen, làm thân với chủ nhà và gửi. Tức là các ông ấy ngày học, tối lại về ngủ với, thuê nhà trọ ấy. Ấy, ngủ với mấy ông xe ôm. Đấy, ví dụ Nam ở những cái tỉnh khác về chỉ học 3 tháng là biết. Những cái đồng tiền mà chồng tôi cho, con tôi cho, những người từ thiện cho theo cá nhân ấy, thì tôi lại để cho các cháu nghèo nộp tiền. Thực ra thì những cái em khiếm khuyết ấy thì đôi khi thì khi mình dạy thì sẽ có cái khó khăn của mình. Có khi nào mình cảm thấy bất lực vì mình rất là muốn nói hoặc là rất là muốn làm như thế nhưng các em lại đi làm ngược lại những cái điều của mình. Muốn giao lưu với trẻ em khuyết tật câm điếc, tôi học lúc ý tôi rất thạo nói bằng ngón tay và tôi đã từng đi với các em và người ta nói cũng như là chúng mình thì dắt các con đi thì mặc áo dài đúng không, thì nghe hoàn toàn một chị chủ nhà hàng bảo cái cô kia trông như Việt kiều thế mà lại câm điếc, là vì tôi cũng nói, tôi phải nói được bằng, cho nên tôi mới nghe được tâm sự của các con. Tôi học ngay học sinh và tự có những cái bảng chữ ở nhà cứ A B C D D đấy. Thế học trong bao nhiêu lâu thì bà sẽ thành thạo được? Khi mình thích mà mình tự nguyện thì tôi cũng không biết lúc nào. Và lúc ý làm việc với trẻ em tôi nói rất thạo. Khi mà đã làm việc với các con thì cái ánh mắt giao lưu, cái khuôn mặt, cái biểu cảm trên khuôn mặt mình có thể hiểu được. Thí dụ như là một câu chuyện năm em gái thì nói là mẹ ơi bây giờ chúng con lớn rồi. Sau này chúng con bị câm điếc thì làm sao ai lấy, chúng con muốn nói được. Thì tôi bắt gặp được cái điều đó và tôi cũng đã tìm ra cách là dạy các em đầu tiên dạy hát. Và tôi nhớ cái kỷ niệm là em Ngọc Ngà khi mà kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác Hồ thì em ấy đã hát cái bài đêm qua em mơ gặp Bác Hồ ở cung thiếu nhi và tất cả đều khóc, cả giám khảo khóc, cả người dưới khóc và chính người khóc nhiều lại là mình. Nó vui trong cái sự xúc động tràn trề. Vì chị có biết tôi phải làm nào, tôi tính cái chuyện nhà tôi có cái bảng đằng này là viết chữ. Tôi và em ý để tay vào nhau, khi đã hiểu nhau, em giao lưu bằng mắt với tôi, nhìn khẩu hình tôi và cứ thế học. Tôi có thể làm thí dụ, khi mà tay của chị để vào chỗ cái dụng của tôi và tay của tôi để vào chỗ tần dụng của chị, hai người nhìn nhau, chị là em câm điếc đấy, cứ nói thế cho nó dễ. Nhìn bảng tôi viết ở đằng sau tôi và chị nhìn tôi, chúng mình giao lưu với nhau. Đêm thì là để vào cái âm này, hai bên nó truyền, nó như là mình nói điện thoại đấy. Thế sau đó nó nhìn khẩu hình và nó tập dần, nó phát âm và đến lúc nó thuộc được cái bài viết ở đằng sau lưng với cái khẩu hình của hai cô trò và nó bật ra. Và bây giờ em ấy trở thành người nói ngọc ngọc. Tức là mình phải có kinh nghiệm, đồng thời mình phải có chuyên môn cộng với nhiệt tình thì mới thành công. Nó ngại lắm, nó hỏng đi, nó hỏng lại, ngày này qua ngày khác, mưa lâu thấm đất. Mà cái nữa là phải gieo vào chúng nó một cái niềm tin, làm là được, học là thành công. Cứ phải như thế, lúc nào tôi cũng chỉ khen, động viên. Còn tất nhiên là những lúc động viên đúng lúc và khéo để cho nó không trễ nản. Ngay cả bản thân mình có những lúc trễ chứ.
mình cứ nghĩ là không biết làm như thế nào. Thí dụ như tôi dựng một vở kịch, đến một cái lúc mà khi tiểu phẩm thôi, vở kịch thì hơi khó, tức là một em câm quỳ xuống khi mà các bạn lấy hết đồ bắn báo của mình và ức quá vì nghèo, vì bố mẹ không còn, em gục xuống và lúc em bật lên em gọi mẹ, làm sao để nước mắt chảy được. Thì cái đó mình lại phải dùng kỹ thuật, tức là cái gợi cảm và cái thí dụ, cái gợi cảm, cái liên tưởng và cái bất thình lình. Chẳng hạn tôi không nói và tôi bố một cái vào, đau quá hét lên và tự bảo đấy đúng rồi, em làm như thế thì em sẽ được, chứ không ở kịch cô dạy không phải là khóc là bôi ấp vào mắt hoặc là dụi hoặc là nhỏ mắt không có, mà phải có từ đầu, có từ tim. Em thấy em khổ, em cô đơn, mọi người không tin em, mọi người bắt nạt em, mọi người, tức là lúc ý nó chưa có cái sự san sẻ hòa đồng, trẻ thường, trẻ khôn, bắt nạt trẻ khuyết tật, thì lúc ý ức quá, bây giờ làm sao, bây giờ chỉ có gục xuống, đáng nhẽ khóc, nhưng mà bật được lên, gọi được lên, và khi gọi được thì trong mình đầy là nước mắt ra. Cứ thật lòng, nếu mà chị mà gặp cái đứa trẻ nào chỉ cảm hóa bằng tất cả tình cảm của mình thì mình sẽ làm được với trẻ em. Cô thì có rất là nhiều những cái thế hệ học sinh khác nhau, nhiều em khác nhau, ở nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng nếu như để chắt lọc là những cái kỷ niệm nào ấn tượng nhất? Với tôi thì mỗi em nó có một mẩu chuyện mà gây ấn tượng. Nói về em nào là tôi có thể kể được ngay. Thí dụ một em là một hôm là tôi họp phụ huynh, thì tôi có nói với phụ huynh là tôi được nghe một em nói với tôi là con căm thù mẹ con lắm, căm thù nhá. Thế tôi mới hỏi làm sao, thì cháu con nói là nhà mất cái điều khiển tivi mà mẹ cứ đổ cho con và đánh bố vào can, mẹ quật cả bố, và nó nói là đánh đau. Thì cái đứa hàng xóm mới thấy bạn bị đánh đau mang sang giả. Thế và một tháng là tôi phụ huynh nói. Sau đó thì nó bảo là con căm thù mẹ con, mẹ con không yêu con bằng mẹ Phúc. Thế vào họp phụ huynh, tôi chỉ nói vấn đề là có những phụ huynh tại sao khi mà mình sai, nó bảo tại sao sai mà lúc ý xong không xin lỗi nó, một tháng nó không hỏi, không chào, mà là câm điếc, nó không nói. Và nó uất ức, nó để trong bụng, nó chỉ đến nó kể với tôi. Thì kể hai cô trò vừa nói vừa bằng điệu bộ vừa ấy thì tôi hiểu. Thế và tôi nói lại câu chuyện đó trong cuộc họp phụ huynh. Vì tôi cứ một tháng tôi họp phụ huynh một lần, hoặc là một quý một lần, nếu không có sự cố. Thế thì tự nhiên một phụ huynh khóc, mà tôi biết là mẹ em rồi, thì bảo đúng, cô ạ, em quên, em không xin lỗi nó. Một tháng nó không hỏi em, nó không chào em. Tôi bảo không có gì, chốc về chị xin lỗi đi, thì nó sẽ bỏ qua. Thế bạn, đấy cũng là một kỷ niệm, tức là cứ bảo nó không biết, nó biết, mà nó không nói được. Và người lớn dùng cái quyền của mình áp chế nó, không cho nó thành mình. Có những mẩu chuyện vui, thì khi tôi cho các em đi tắm biển, thì tôi là người từ đầu tôi đã mua cái rơi băng ấy to, thì tôi cứ buộc nút vào từng em, buộc nút từng em để đứng vòng tròn, thì không sợ là
đi xa và ngã hoặc này khác. Thế thì tôi mới sợ là các cháu bắt đầu nó nhớ. Thì nam có, nữ có. Thì tôi đối với chúng nó như mẹ với con ấy. Tôi mua tặng con gái một bộ, con trai một bộ đồ lót. Thì tôi còn nói là các con phải mặc như này, ngoài những đứa mà gia đình nói chung là khá mà biết đi thì các cháu biết. Tự nhiên một thằng chạy ra rất là vui: mẹ ơi, con mặc đúng không? Anh ấy mặc quần xịp ra ngoài quần đùi. Là chuyện 100%. Đấy, lúc bây giờ nếu mà tôi cười thì nó xấu hổ và lần sau nó không. Thế tôi chỉ cười, tôi bình thường, tôi cầm cái khăn tắm đấy, ở trên bãi biển ấy. Thế là tôi cầm vào, tôi bảo bây giờ con đứng vào đây, mẹ dạy mặc lại. Cái này bé thì giải thích thế đã, mình mặc vào trong, cái này rộng thì con mặc ra ngoài, thế đã. Thế mà tất cả các bạn cười hết, mà riêng tôi phải nín, không được cười. Tôi mà cười là nó xấu hổ và lớn sau không bảo được, và có thể ngay lúc đó nó sẽ không xuống biển nữa. Đấy, ví dụ những cái dạy các con là phải dạy cả như thế. Câu lạc bộ của bà thì ngoài cái việc là mình hướng dẫn các em thì cũng là nơi, đây là nơi mà những người nghệ sĩ hoặc là những người có tâm tìm đến để tặng những món quà, thì thường là không phải bằng tiền mà bằng những quà cụ thể, và câu lạc bộ cũng sẽ phát luôn cho các em. Và có rất là nhiều các nghệ sĩ đã đến, và trong những cái nghệ sĩ thì ai là người thường xuyên đến nhiều nhất và ấn tượng? Chỗ tôi thì phải nói là cô Khánh Ly năm nào về nước cũng đến, và cô không thể nghĩ là cái câu lạc bộ khuyết tật mà lại hát nhạc Trịnh thuộc nhiều đến thế. Và cô ấy dạy ngay cái bài Hòn Bi Xanh, và chỉ dạy lúc đến lúc về là thuộc hết rồi. Em và chúng tôi để kỷ niệm, chúng tôi biến cái bài hát ý thành điệu múa. Và cái kỳ hội diễn trước là chúng tôi đi thị bằng cái Hòn Bi Xanh và Trái Đẫn này. Chúng tôi dựng một cái liên khúc mà múa hát rất hay. Thế và chị Khánh Ly đến thì nó thành như người nhà. Thế và chị thường trao đổi, và chị cũng nói là cũng đi nhiều nơi, mà ở đây là cái nơi mà cứ về là chị phải nhớ đến. Thưa bà, là ở với tư cách là người chủ nhiệm câu lạc bộ thì bà rất là dành nhiều tâm huyết, nhưng mà thực tế rằng là tuổi của bà thì càng ngày càng nhiều đi, và chắc chắn sẽ phải có những người kế nhiệm. Thì bây giờ đã có ai đủ, bà đủ niềm tin để nếu như sau này bà sức khỏe giảm sút rồi thì họ sẽ tiếp tục làm những công việc có ích cho đời sống không? Thế thì tôi lại kể ngay chuyện Tết các con đến chơi tôi, như mình để chúc nhau là mạnh khỏe sống lâu cái gì. Thế thấy chúc một câu: mẹ ơi, mẹ đừng chết, để mẹ con đảm bảo cái câu lạc bộ này cho chúng con có chỗ tập, có chỗ đến. Chứ không phải là chúc mẹ mạnh khỏe. Nó một câu rất thật. Người thay thế thì tôi vẫn đang đi tìm. Thế mà hiện nay thì đang bồi dưỡng cho em Hải Ninh, là một học sinh từ khóa 2, sinh hoạt từ lúc 13 tuổi, năm nay em 33 tuổi. Thế mà ngoài cái về con người thì nó còn cụ thể để mình tìm, còn có thể dễ. Cơ mà địa điểm của chúng tôi hiện nay là câu lạc bộ không có địa điểm, cho nên là tất cả cái hoạt động của chúng tôi nó cũng bị hạn chế và phụ thuộc. Cho nên là cũng rất mong làm sao mà có được một cái chỗ để mà hoạt động. Thì tôi tin là tôi lại có thể mở những cái lớp học nghề được. Còn đây là phụ thuộc hôm nào vào khu dân cư họp, họp chi bộ, họp hội đồng, họp cái gì là chúng tôi lại phải ra ngoài sân chơi của trẻ em để hoạt động.